Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Khát vọng cuộc sống. Chúng tôi, những người làm chương trình Khát vọng cuộc sống, luôn hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thảnh thơi bên người thân và bạn bè. Quý vị và các bạn thân mến, trong văn hóa truyền thống, tà dâm được xem là sự đồi bại nghiêm trọng và tội lỗi nhất. Vì mối quan hệ bất chính giữa đàn ông và phụ nữ chưa kết hôn là trái với thiên ý và đạo đức chuẩn mực của con người. Đối với phụ nữ độc thân, việc này phá hủy tiết hạnh của cô ấy và danh dự của gia đình. Còn đối với người đã có gia đình mà phạm tội này, nó sẽ mang đến sự xấu hổ cho gia đình của họ. Người đàn ông sẽ mất đi nhân phẩm, danh dự, phúc phận, cắt giảm tuổi thọ và mang lại điều không may cho gia đình. Đồng thời, người phụ nữ cũng vì thế mà tạo tội nghiệp sâu nặng. Xã hội ngày nay với công nghệ hiện đại phát triển không ngừng và dường như con người đã lãng quên những giá trị tâm linh chân chính. Mọi ý nghĩ xuất ra, mỗi việc con người làm đều được thần linh ghi lại và phán xét. Câu chuyện mà chúng tôi kể sau đây có thể chính là lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta. Một thanh niên sống ở Phúc Kiến vào thời nhà Thanh, khi anh còn trẻ, đã đính hôn với một cô gái con nhà giàu. Cha anh khiêm tốn và tốt bụng. Khi ông qua đời, ông không để lại của cải gì cho con trai mình. Anh phải mượn tiền để làm đám cưới. Anh có một giấc mộng trước ngày anh đám cưới. Trong giấc mộng, anh ở một thế giới khác và trông thấy có một nhóm phụ nữ trong gian nhà đẹp đang thêu một chiếc áo choàng. Anh hỏi chiếc áo choàng đó dùng để làm gì. Họ nói nó là dành cho những người đỗ trạng nguyên trong kỳ thi quốc gia. Rồi anh trông thấy tên mình được thêu trên chiếc áo và cảm thấy tự hào. Gia đình bên vợ chưa cưới không thích gia cảnh nghèo nàn của anh, nên suy đi tính lại đã gửi người hầu gái đến làm vợ anh mà không nói cho anh biết. Mãi đến khi có người cười giễu anh mới biết việc này. Anh hỏi vợ và biết sự thật ấy. Anh cảm thấy nhục nhã và sinh lòng oán giận. Anh quyết tâm khi đỗ trạng nguyên và giàu có, anh sẽ tái hôn. Đêm nọ, anh lại mơ thấy mình đến một thế giới khác. Lần này, những phụ nữ trong ngôi nhà đẹp này có vẻ lạnh lùng và chữ viết trên chiếc áo choàng đã trông mờ đi. Anh hỏi nguyên nhân vì sao. Họ nói các vị thần trên thiên thượng đã sắp xếp cho một người khác đỗ trạng nguyên vì người ban đầu gần đây đã có ý định từ bỏ vợ. Người đàn ông giật mình tỉnh giấc, hết sức hối hận vì từng có những ý nghĩ không tốt và trái đạo đức như vậy. Anh thề ước sẽ sống chung thủy với vợ đến hết cuộc đời. Và sau này anh đã đổ đầu trong kỳ thi quốc gia. Và một câu chuyện khác của Lý Đăng. Lý Đăng thời nhà Thanh đã đổ đầu kỳ thi khu vực năm 18 tuổi. Trong 15 năm tiếp theo, anh chưa bao giờ thi đỗ lần nào nữa. Lý cảm thấy hoang mang, không rõ nguyên do nên đã nhờ một thầy bói tên Diệp Tỉnh tìm nguyên nhân. Người thầy bói thông qua thiền định tiến nhập vào một thiên quốc và thấy có một viên quan cầm cuốn sách ghi lại những phúc đức và thưởng phạt trong đời của Lý Đăng. Cuốn sách viết, khi Lý Đăng sinh ra, trời đã cho hắn một cái ấn ngọc bích, an bài là hắn sẽ đổ đầu trong kỳ thi khu vực năm 18 tuổi, đổ trạng nguyên kỳ thi quốc gia năm 19 tuổi và được thăng chức làm tể tướng năm 53 tuổi. Tuy nhiên, sau khi đổ đầu kỳ thi khu vực rồi, hắn lòng lại sinh dục vọng bất hảo đối với Trương Yến Nương, con gái của người hàng xóm. Để có được Trương Yến Nương, hắn đã hãm hại phụ thân của cô ta và khiến ông bị giam cầm phi pháp. Kết quả, thần đã thu hồi phúc phận của hắn trong 10 năm tiếp theo. Sau đó, hắn lại chiếm nhà anh trai mình mà xảy ra kiện tụng. Phúc phận của hắn lại bị mất 10 năm nữa. Sau đó, hắn đã cưỡng hiếp một phụ nữ họ Trịnh và hãm hại chồng cô. Phúc phận của hắn lại tiếp tục bị mất 10 năm nữa.
Vậy mà hắn lại không chút ăn năn hối lỗi. Hắn còn ngoại tình với một phụ nữ hàng xóm là Vương Khánh Nương. Cuối cùng phúc phận của hắn đã bị tiêu hủy hoàn toàn vì đã có hành động đồi bại không thôi. Sau khi thầy bói Diệp Tĩnh kể với Lý những điều ông nhìn thấy trong thiền định, Lý cảm thấy hết sức kinh hãi và vô cùng ân hận vì những việc mình đã làm. Và cuối cùng, Lý đã qua đời do trầm cảm. Thân mến, xã hội ngày nay tuy phát triển nhưng dường như con người càng cô đơn. Khoảng cách địa lý có thể được rút ngắn. Tuy nhiên, sự hiểu biết của con người về tâm linh, luật nhân quả và tuân thủ thiên pháp lại càng hời hợt lòng lẻo. Pháp luật quản lý cuộc sống nơi thế gian nhưng sâu sắc hơn, rộng lớn hơn và bao trùm hết thảy lại là pháp của vũ trụ. Để đừng vướng vào sai lầm mà tạo tội nghiệp lớn, hơn ai hết chúng ta phải luôn ước thúc suy nghĩ và hành vi của bản thân mình. Câu chuyện thứ hai mà chương trình chia sẻ hôm nay, chúng ta càng thấy rõ hậu quả nghiêm trọng của tội tà dâm. Toàn Như Ngọc là một nho sinh ở Bột Hải, tuy gia cảnh bần hàn nhưng luôn hành thiện, nỗ lực chép lại các sách khuyến thiện nhằm hóa đạo thế gian. Thấy người khác hành thiện, anh cũng hết sức tán thành. Trong một lần đi biển, thuyền bị gió lốc thổi đến một vùng ven núi. Anh đã thấy một vị đạo sĩ từ trong rừng bước ra, nói với anh rằng: "Thế gian đầy những giả dối, mà Thượng Đế thì thích những ai có tâm chân thành. Người bình sinh khuyến nhân hành thiện, truyền bá sách thiện, lại thành tâm không cầu người khác biết mà công nhận, cho nên công đức rất lớn." Toàn Như Ngọc khiêm tốn nói: "Quả thực là không dám." Đạo sĩ lại nói: "Nho sinh đọc sách có tài trí thông minh, nếu như không tán dương thánh hiền nghĩa sĩ, trái lại soạn ra dâm thư tà thuyết sẽ khiến người ta chịu hại. Loại người này sẽ phải vào địa ngục chịu vô lượng thống khổ, vĩnh viễn không có ngày nào thoát. Ta sẽ đưa người đi xem, sẽ biết họ phải chịu những tội gì, cũng đồng thời thấy được công đức của ngươi." Đạo sĩ dẫn Toàn Như Ngọc đến địa ngục và nói: "Viết ra dâm thư tà thuyết, hại người hại đời, gây độc cho cả trời đất, coi thường thần linh, tội ác cực đại." Có hai sai dịch dẫn Toàn Như Ngọc đến một nơi, thấy một số người hoặc phải chịu đao chém, hoặc phải chịu cày xới, giày xéo hay là bị nướng. Mỗi một lần chịu tội hoàn tất, những người này rất nhanh khôi phục nguyên hình. Toàn Như Ngọc hỏi: "Những người này là thế nào?" Sai dịch giải thích: "Đây là những người đã viết sách tà dâm." Toàn Như Ngọc lại hỏi: "Phải chịu tội nghiệp đến khi nào?" Sai dịch đáp: "Vạn kiếp trầm luân." Toàn Như Ngọc vô cùng kinh hãi. Sai dịch đưa anh quay trở lại điện Sâm La. Đạo sĩ cùng Toàn Như Ngọc cáo từ Diêm Vương rời đi. Đạo sĩ lại đưa anh trở lại ven núi. Sau khi trở về, Toàn Như Ngọc đã nói lại cho mọi người những gì bản thân thấy được, cũng không ngừng khuyên nhủ thế nhân hành thiện trừ ác. Duyên vợ chồng là thiên định, cổ nhân xem trọng luân lý và danh tiết. Đối với quan hệ phu thê vô cùng coi trọng, đối với vấn đề sắc và dục vọng cũng vô cùng coi trọng, luôn tránh làm ra những chuyện thất lễ, bất nghĩa. Kỳ thực, đó chính là quy phạm mà thần cấp cho con người. Bài chia sẻ này nhằm cảnh tỉnh con người nhất định không được mắc sai lầm ở phương diện sắc dục, không nên làm chuyện xấu, không thể có ác niệm. Bởi mỗi niệm xuất ra, thần đều biết,
thiên thượng luôn dõi theo nhân tâm, đèn trắng phần mình. Cổ ngữ có câu, vạn ác dâm vi thủ. Chỉ một niệm dâm dục sẽ dẫn khởi nhiều ác niệm, làm ra những chuyện không còn liêm sỉ, đi ngược luân lý. Các loại ác nghiệp từ đó mà sinh ra, truyền bá những ngôn luận tà dâm, tà niệm, kích động tư dục tham tâm của người khác, chính là gây tội nghiệp nghiêm trọng, sẽ phải đà nhập địa ngục. Khi nghiệp báo đến thì có hối cũng chẳng kịp. Vậy thì hà cớ gì mà còn chưa tỉnh ngộ? Đến đây xin phép tạm dừng. Quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ chương trình trên trang Facebook và YouTube chính thức của Khát vọng Cuộc sống, cũng như theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp vào 20:30 tối thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.